con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình lòng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha. Cha ơi con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn sống. Thì không thể nào không có những cái mà
sống bác còn sống nữa thôi chứ là sống trong cuộc sống gặp được vợ chồng thì đôi lúc có khi em với anh xảy ra mâu thuẫn thì em có nói gì thì anh cũng bỏ qua cho em. Em mong rằng sau nếu như là của Chúa mẹ nhớ mẹ con anh em cầu nguyện phù hộ cho mẹ con em nhé anh nhé. Không thì nói và xin chào mọi người ở lại tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời xin chào tạm biệt mọi người tôi ra đi lìa xa trần thế xin chào mọi người ở lại bao nhiều năm chung ước đường chân giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Chúa tha lỗi lầm giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Ngài thương cứu rỗi đường đời đau thương để lại tớ mong giờ phút này bên Chúa từng ngày hạnh phúc tràn đầy xin chào mọi người ở lại tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời xin chào tạm biệt mọi người tôi ra đi lìa xa chân thế xin chào mọi người ở lại bao nhiêu năm chung bước đường chân cuộc đời mong manh giữa bầu trời xanh xác thân phận hèn thân con yêu đuối một đời gian nan từng ngày lầm than gặp bao sóng gió giờ này ra đi lại Ngài quên đi biết bao tội đời cho vào nước trời bên Chúa tuyệt vời hạnh phúc đời đời. Xin chào mọi người ở lại tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời xin chào tạm biệt mọi người tôi ra đi lìa xa chân thế xin chào mọi người ở lại bao năm chung ước đường chân dòng đời trôi đi rồi còn lại chi nhớ thương nhạt nhòa
ngậm ngùi trong mong một lòng cày trông ngài thương cứu thoát. Khổ sâu quá mau ngục thù thương đau xót thương phần này, cho vào nước trời bên Chúa tuyệt vời hạnh phúc đời đời. Xin chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xác trần thế. Xin chào mọi người ở lại, bao nhiêu năm chung bước đường chân. Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Con ra từ dương thế, rồi ngày mai vẫy tay chào cuộc đời. Có chút gì làm hành trang đầy vơi, hay chỉ là những đồng xót thương con đời dường thế bao nhiêu tội trần. Xin ngài thứ tha cho bao tội đời con trót vong ân. Rồi ngày mai giơ tay chào dường thế để rồi đi trước khi thực hiện nghi lễ, xin kính mời đội tiêu binh ta vào vị trí.
nghi thức phủ quân kỳ đã xong. Kính thưa gia đình, kính thưa bà con thân bằng quyến thuộc, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các đồng chí có mặt trong buổi lễ hôm nay, với niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay chúng ta có mặt tại đây để tiến hành nghi lễ truy điệu cho đồng chí Phạm Văn Vinh, huy hiệu 30 năm tuổi đảng, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh khu phố 2, nguyên là phó chủ tịch hội cựu chiến binh phường 7 quận 8, đã từ trần vào lúc 22 giờ 56 phút ngày 6 tháng 4 năm 2023 nhằm ngày 16 tháng 2 năm Quý Mão, hưởng thọ 64 tuổi. Trong các ngày qua đã có các đoàn, cơ quan, đơn vị, bạn bè, thân bằng, quyến thuộc viếng đồng chí với lòng tiếc thương vô hạn. Đến dự buổi lễ hôm nay có các đồng chí đại diện cho quận ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận 8, các đồng chí đại diện cho đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường 7 và các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các ban ngành đoàn thể, các đồng chí trong hội cựu chiến binh phường, chi bộ khu phố 2 nơi đồng chí sinh hoạt cùng gia đình và thân bằng quyến thuộc đồng chí Phạm Văn Vinh. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Văn Được, quận ủy viên, bí thư đảng ủy phường 7, trưởng ban tổ chức tang lễ lên đọc điếu văn. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí đại diện các cơ quan, đơn vị, bạn bè thân hữu, các đồng chí đã từng chiến đấu và công tác cùng đồng chí Phạm Văn Vinh và các cô bác, các anh chị. Kính thưa tăng quyến, thân bằng quyến thuộc của đồng chí Phạm Văn Vinh có mặt trong lễ truy điệu hôm nay. Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, quận ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận 8, đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường 7 và gia đình, người thân, bạn bè tổ chức trọng thể lễ truy điệu, vĩnh biệt và tiễn đưa đồng chí Phạm Văn Vinh, người đảng viên trung kiên, người cán bộ cần mẫn, tận tụy, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng về nơi an nghỉ cuối cùng. Thưa quý cô bác, anh chị, các đồng chí và gia quyến, đồng chí Phạm Văn Vinh sinh năm 1960, xuất thân trong một gia đình nông dân tại đội 3, Côi Thượng, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Đồng chí đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, tham gia phục vụ sự nghiệp cách mạng. Ngày 26 tháng 11 năm 1978 đến tháng 1 năm 1979, đồng chí tham gia nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 125, tỉnh đội Hải Dương. Tháng 1 năm 1979 đến tháng 6 năm 1981, đồng chí bổ sung vào đoàn chuyên gia quân sự 478, công tác tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, cấp bậc trung sĩ. Tháng 8 năm 1983, được đơn vị cử đi ôn thi tại trường quân y 2 tổng cục hậu cần, đổ và tham gia học. Tháng 8 năm 1983 đến tháng 11 năm 1989, được điều về trung đoàn 685, cục vận tải, tổng cục hậu cần, công tác tại trạm giao liên T-17, Cơm Bon Thơm, Campuchia, cấp bậc trung quý. Ngày 22 tháng 4 năm 1985, đồng chí được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại chi đội T-17, trung đoàn 685, cục vận tải, tổng cục hậu cần. Tháng 12 năm 1989 đến tháng 11 năm 1995, đồng chí phục viên diễn đảng về tại quận 8, sinh hoạt tại đảng bộ phường 7, là đảng viên chi bộ khu phố 2. Tháng 11 năm 1995 đến năm 1997, được chi bộ tín nhiệm bầu làm phó bí thư chi bộ khu phố 2 thuộc đảng bộ phường 7 quận 8. Từ năm 1997 đến năm 2002, được chi bộ tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ khu phố 2 thuộc đảng bộ phường 7 quận 8. Năm 2000, tham gia ban chấp hành hội cựu chiến binh phường 7, giữ chức vụ phó chủ tịch hội cựu chiến binh đến năm 2016 nghỉ hưu. Năm 2019, thực hiện mô hình bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận khu phố, chú Vinh đảm nhận hai vai trò. Từ năm 2019 đến nay là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh khu phố 2 phường 7 quận 8. Sau khi nghỉ hưu, dù tuổi cao, sức khỏe ngày càng giảm, nhưng đồng chí vẫn không ngừng cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm cùng nhiệt huyết cách mạng của mình đóng góp xây dựng quận 8 nói chung và phường 7 nói riêng ngày càng văn minh hiện đại. Kính thưa quý cô bác, anh chị, các đồng chí và gia quyến, đồng chí Phạm Văn Vinh là bí thư chi bộ, cựu chiến binh gương mẫu, nhiệt huyết, hết lòng chăm lo cho khu phố bằng tinh thần song pha của người lính,
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng, nhất là trong đại dịch Covid-19 lần thứ tư. Thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển địa phương, ủng hộ các chủ trương của phường, tiên phong thực hiện có hiệu quả các công trình thi đua dân vận khéo, kể cả sẵn sàng ứng trước kinh phí để làm công trình biến đầm lầy bãi rác thành công viên của khu phố 2, đã vinh dự được Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khen tặng, đạt giải phong trào trong hội thi xây dựng công trình xanh sạch thân thiện môi trường và cộng đồng tại khu dân cư do thành phố phát động. Các công trình vận động nhân dân hiến đất mở rộng, hiến đất làm đường mở rộng hẻm, nâng cấp hẻm được Thành ủy trao tặng bằng khen, người dân khu phố ai cũng thương quý và học tập làm theo chú trong việc đồng lòng góp công góp sức xây dựng cải tạo khu phố ngày càng sạch đẹp khang trang hơn. Năm nay người dân cuối hẻm 2695 Phạm Thế Hiển đón một cái Tết đầm ấm vui tươi vì được sinh sống trong bầu không khí trong lành thoáng mát, vì trước cửa nhà là một vườn hoa xinh tươi rực rỡ sắc hương từ những đóng góp không nhỏ của chú Vinh cho khu phố, cùng tinh thần vượt khó trách nhiệm tiên phong trong mọi công tác, tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tận tụy phục vụ nhân dân của người cựu chiến binh gương mẫu, tích cực tuyên truyền vận động góp phần thay đổi diện mạo đời sống nhân dân khu phố 2 phường 7, lan tỏa các mô hình thiết thực hiệu quả trong cộng đồng, tạo được niềm tin của nhân dân với đảng bộ chính quyền địa phương. Chú Phạm Văn Ninh nhận được nhiều giấy khen của thành phố, quận, phường và vinh dự được tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và dân vận khéo năm 2002 cấp quận. Kính thưa các đồng chí, mới cách đây ít ngày, khi bài viết còn chưa kịp đọc, chú Phạm Văn Ninh đã mãi mãi ra đi về với đất mẹ. Sau một thời gian phát bệnh, đảng bộ chính quyền phường 7 nói chung và nhân dân khu phố 2 nói riêng đã mất đi một đồng chí đảng viên kiên trung, đầy nhiệt huyết và trách nhiệm. Chúng ta sẽ luôn nhớ mãi về hình ảnh con người nhỏ bé, giọng hát quan xa và những việc làm đóng góp cống hiến của chú Vinh cho địa phương. Cả cuộc đời phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc, đồng chí Phạm Văn Ninh luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, giữ vững mục tiêu lý tưởng, tận tụy trung thành với đảng, tổ quốc và nhân dân. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là người đảng viên gương mẫu, người cán bộ tài năng. Qua hơn 30 năm công tác hoạt động cách mạng, đồng chí được đảng, nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Đồng chí đã nhận được huy hiệu vì nghĩa vụ quốc tế, huy hiệu 30 năm của đảng, cùng nhiều bằng khen, giấy khen cao quý khác. Kính thưa đồng chí Phạm Văn Ninh kính mến, vĩnh biệt đồng chí, gia đình đã mất đi một người cha, người ông thân yêu, mẫu mực. Đảng bộ quận 8, đảng bộ phường 7 mất đi một đồng chí luôn gần gũi, chan hòa với mọi người. Lát nữa đây, linh cữu của đồng chí sẽ được về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng hình ảnh và những cống hiến của đồng chí luôn là tấm gương sáng, tấm lòng nhân hậu, sự tận tụy của đồng chí sẽ mãi sống trong lòng gia đình, người thân và bạn bè. Trước sự mất mát không gì bù đắp này, chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau buồn cùng với gia đình đồng chí. Kính thưa ban quý, các cô bác, anh chị và các đồng chí, trong giờ phút đau thương này, trước sự ra đi vĩnh viễn của đồng chí Phạm Văn Ninh, quận ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận 8 và ban tổ chức lễ tang quyết định cử hành lễ truy điệu cho đồng chí, đề nghị tất cả chúng ta hãy dành một phút mặc niệm với lòng thương yêu quý mến và trân trọng. Xin vĩnh biệt đồng chí Phạm Văn Ninh. Phút mặc niệm bắt đầu.
Bí thư Đảng ủy phường 7. Kính thưa các đồng chí, sau đây tôi cũng xin kính mời đại diện gia đình lên nhận các bằng khen do phường ở phường. Xin kính mời đại diện các gia đình. Trước hết là xin kính mời đại diện gia đình về phía phường cũng đã có giấy khen về thành tích xuất sắc thực hiện nghị quyết đại hội phường 7 lần thứ 13 nhiệm kỳ 2025 giai đoạn 2020-2022. Đây kính mời gia đình và xin trọng kính mời đồng chí Ngô Văn Được, quận ủy viên bí thư đảng ủy phường 7 sẽ lên trao giấy khen. Thứ sáu là cái sân đất đại hội đảng bộ phường thì đảng bộ phường cao bằng vinh dự mà cũng có ở mức thì hơn cái lễ kỷ niệm này đã bị ủy ban dân ủy ban mặt trận tổ quốc phường ghi nhận cái thành tích của chú Vinh có cái cao bằng vinh dự. Trọng kính cảm ơn đồng chí Ngô Văn Được. Về phía phường cũng đã có giấy khen về việc thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023. Sau đây xin kính mời đồng chí Trương Hoài Bảo, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường sẽ lên trao giấy khen. Xin trọng kính mời đại diện. Về phía phường cũng đã có giấy khen về khen thưởng thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2022-2023. Sau đây xin kính mời đồng chí Phí Văn Thịnh, đảng ủy viên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường sẽ lên trao giấy khen. Trọng kính mời đồng chí. Tiếp theo chương trình xin trọng kính mời đại diện gia đình sẽ nói lời cảm tạ. Trọng kính mời. Thưa phó minh hội viên phòng văn xin thưa điều kính thưa ban tổ chức tăng lễ, kính thưa các ông bà đại diện các đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các cơ quan ban ngành đoàn thể quận 8 phường 7. Qua thời gian rất đậm em tôi nhận được các y bác sĩ anh em con cháu trong gia đình để mong chăm sóc cứu chữa xong vì sự kiện bệnh xong đem tôi đã về đến tiên tổ vào hồi 22:56 ngày 6/4/2023 tức là ngày 16/2/2023 trong giờ phút sinh đi từ biệt không biết nói gì hơn tôi đại diện gia đình xin chân thành cảm ơn với đảng ủy ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc quận 8 phường 7 cảm ơn những các ông bà đại diện cho đảng và cơ quan chính trị xã hội khu phố 2 cảm ơn hội cựu chiến binh hội người cao tuổi cảm ơn các ông bà anh em con cháu nội ngoại cảm ơn bà con anh em khu phố 2 ngoài phường cảm ơn anh em thân bằng cố hữu gần xa đã đến phụ kiếm chia buồn và dự buổi lễ tiên tướng đem tôi về nơi an nghỉ cuối cùng trong giờ phút tăng gia bối rối có điều gì sơ xuất xin được lượng thứ tôi xin chân thành cảm tạ. Sau khi đưa em tôi gia đình xin kính mời quý vị về đại quốc gia xưa nữ tôn nhà để gia đình có lời cảm ơn xin hết. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các cơ quan, đơn vị, bà con, cô bác, các đồng chí đã đến viếng và tiễn đưa đồng chí Phạm Văn Vinh về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ sót, xin cô bác, các anh chị, các đồng chí niệm tình, tha thứ. Trước khi lễ di quan bắt đầu, xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí có mặt trong buổi lễ hôm nay và thân bằng quyến thuộc cùng nấp thắp nén hương để tiễn đưa đồng chí Phạm Văn Vinh về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin kính mời.
người nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống tiếc gì một đời, sống vì mọi người, âm thầm trong hy sinh tha thứ. Tìm hạnh phúc trong nơi Chúa tôi, không mong ước chi, là trao dâng cuộc đời, dâng phận người. Dù mong manh nhưng là tay Chúa tác tạo thân con. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời. Thank you.
bụi. Nơi bè dâu nhiều lầm lỗi sầu đau, xin tạ lỗi người ơi, hôm nay con giã từ cuộc đời. Nguyện xin máu Thánh Chúa xóa tội con rồi, để con an vui về với Chúa. Đời người nương bên dâu mang sầu đau, những lúc đang hững hờ Chúa đến nào ngờ. Trong đơn phương hay ngày mới, người ơi lúc Chúa tới, giã từ kiếp người về nơi an vui. Xin ở lại thôi hỡi người ơi, thôi nghẹn lời, hôm nay con giã từ cuộc đời. Xin ở lại thôi người thân ơi, thôi lệ rơi các bụi về với Chúa trời. Đời người năm tháng trôi bao lầm lỗi, Chúa ơi con yếu hèn sao lắm buồn phiền. Hôm nay đây nương nhờ ai, nguyện xin đây thầy Chúa linh thiêng phụ bày của thiên đường này sẽ hòa đoàn chúng tôi đến đây để đưa linh cữu ông thầy đồ tới thánh đường giáo sư nhà thường để nghi thức thánh lễ để cúng cho thầy đồ. Giờ đây là hỏi là chúng tôi cũng mời cùng ta biết hiện nhân với chúng tôi để cầu nguyện cho chúng tôi đâu. Xin mời ông chủ để đưa. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa, chúng ta hãy tha thiết
cầu nguyện. Lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đối diện với bầu nguyện sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Chúng con ngài xin Chúa. Lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Đứng trước cảnh hiểm nguy tan tóc này, chúng ta ngài xin Chúa. Lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Trong giờ phút bàng hoàng, đau thương và đúng cuối lối này, chúng con ngài xin Chúa. Lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh của ông Phêrô và hy vọng chắc chắn có ngày gặp lại nhau trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con ngài xin Chúa. Lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Ngày Chúa đã đến lúc ông Phêrô từ giã căn nhà này bỏ lại bao nhiêu thân tan đau khổ, xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh chiều mến của ông Phêrô. Xin đừng để chúng con như những người lập đắng nuốt cay vì mất mát, hay như những kẻ chỉ muốn biết chuyện xa xưa. Nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Xin cầu mãi mãi. Đời người năm tháng trôi bao lầm lỗi, Chúa hỡi con yếu hèn sao lắm buồn phiền. Hôm nay đây nương nhờ ai, nguyện xin máu thánh Chúa xóa tội con rồi để con an vui. Xin ở lại thôi, hỡi người ơi, thôi nghẹn lời. Hôm nay con giá từ cuộc đời. Xin ở lại thôi, người thân ơi, thôi lệ rơi. Cát bụi về với Chúa trời. Bão tố mưa gió về thêm rối hơn nhiều. Hôm nay đây xin tha lỗi, người ơi hãy nhớ mãi tôi là cát bụi, nguyện xin thương tôi. Xin ở lại thôi, hỡi người ơi. Giá từ cuộc đời, xin ở lại thôi người thân ơi, thôi lệ rơi, cát bụi về với Chúa trời. Xin ở lại thôi, hỡi người ơi, thôi nghẹn lời. Hôm nay con giá. Xin ở lại thôi người thân ơi, thôi lệ rơi, cát bụi về với Chúa.
hoa trời. Người thân ơi, thôi lệ rơi cá tôi. Về với Chúa trời. Dầu cho mọi người, người đi đến đâu đều ban ơn giáng phúc,
và chữa lành mọi kẻ bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng người. Phần chúng tôi là chứng nhân và tất cả những điều người đã làm cho miền đất của người Do Thái và tại Jerusalem. Người ta đã treo người lên cây gỗ mà giết đi, nhưng ngày thứ ba Thiên Chúa đã cho người sống lại và cho người hiện ra, không phải với toàn dân nhưng với các chứng nhân mà Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, tức là chúng tôi, những kẻ đang uống với người sau khi người được gọi chết sống lại. Người đã truyền cho chúng tôi, rao giảng cho toàn dân và làm chứng cho người đã được Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về người, là tất cả những ai tin vào người thì nhờ danh người mà được tha tội. Đó là lời Chúa. Khi đã đến nơi gọi là Canvario, bọn lính đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả người. Một trong hai tên trộm cướp bị đóng đinh cũng phỉ báng người rằng: "Ông chẳng phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình và cứu chúng tôi nữa." Đối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mày cũng chịu đồng một án mà chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Rồi anh ta nói: "Thưa Ngài Giêsu, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi." Chúa Giêsu đáp: "Quả thật, tôi nói cho anh biết, ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, cách riêng là Tang Quyến, họ hàng thân thuộc của ông Phêrô Phạm Văn Dinh. Chúng ta vừa mới cùng với toàn thể giáo hội long trọng để cử hành mầu nhiệm chết và sống lại vinh quang của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người để cứu độ nhân loại chúng ta, để giải thoát con người chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và nhất là của cái chết. Để rồi mỗi người chúng ta đây nhờ tin vào Chúa, nhờ sống theo lời Chúa dạy trong đời sống đức tin của mình, mà mỗi người chúng ta có quyền tin tưởng và hy vọng sẽ được sống lại với Chúa trong ngày sau hết. Vâng, trong ngày lễ an táng của ông Phêrô đây,
tôi muốn chọn bài tin mừng của Thánh Luca mà chúng ta vừa được nghe, kể lại cái chết của Chúa trên thập giá, một cái chết, một bản án đầy bất công, một cái chết nhục nhã, một cái chết đớn đau, một cái chết trần trụi của Chúa Giêsu. Ngài chấp nhận tất cả. Trong khi đó, cùng chịu đóng đinh với Chúa là hai tên trộm cướp mà chúng ta vẫn quen gọi. Cái người trộm lành đã phải nhìn nhận rằng anh ta bị như thế này là xứng với việc anh ta làm. Bởi vì cả cuộc đời của anh chỉ là đi trộm cướp để mà sống, trộm cướp để mà lấy tiền, để mà tiêu xài, để mà chi phí vào những cái sinh hoạt của anh. Đấy, anh chỉ sống bằng cái nghề như vậy. Cho nên khi mà bị bắt và bị kết án đóng đinh tay chân vào thập giá, anh nhìn nhận anh bị như vậy là xứng với việc anh ta đã làm khi còn sống. Cho nên anh không hề phàn nàn, anh không hề than trách, anh không hề trách móc gì cả. Trong khi tên trộm kia thì lại trách Chúa: ông chẳng phải là đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình và cứu cả chúng tôi nữa. Trong khi người trộm bên phải được gọi là người trộm lành, sám hối bao nhiêu, thì người trộm ở bên tả lại càng trở nên là cứng đầu cứng lòng bấy nhiêu. Để rồi anh ta không những là không sám hối mà còn trách móc Chúa nữa. Thế thì chúng ta thấy người trộm được gọi là người trộm lành đã nhận được một lời như thế nào với của Chúa Giêsu khi anh ta nói rằng: khi nào về nước Ngài thì xin nhớ đến tôi cùng. Và anh ta đã nhận được một lời hứa mà có lẽ rằng tất cả chúng ta đây, những người đang trong cuộc lữ hành đức tin ở trần gian này, chúng ta đều mong muốn, chúng ta đều ước ao, đều khát vọng điều đó. Quả thật ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Đó chính là cùng đích mà mỗi người chúng ta đây trong cuộc lữ hành đức tin nơi trần gian này, chúng ta đều mong mỏi, đều ước ao, đều khát khao điều đó. Thế nhưng để đạt được điều đó, chúng ta phải như thế nào? Tâm tình của người trộm bị đóng đinh trên thập giá với Chúa, anh ta không còn một chút hy vọng gì để mà tiếp tục sống trên đời này cả. Cho nên anh hoàn toàn tin tưởng vào Chúa Giêsu. Anh nhìn nhận Chúa Giêsu bị đẩy như thế này là một bản án đầy bất công đối với Chúa, trong khi anh bị như thế này là xứng với việc anh làm. Cho nên anh thành tâm sám hối, anh tin tưởng vào Chúa để anh kêu cầu Chúa: khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Và với lòng thành tâm sám hối như vậy, với sự nhìn nhận thẳng thắn vào con người cuộc đời của mình như vậy, anh đã nhận được một lời hứa đảm bảo cho phần phúc đời sau của anh. Và đó cũng là điều mà mỗi người chúng ta đây đều khát vọng, đều ước ao, đều mong muốn. Và ngay cả ông Phêrô Phạm Văn Dinh đây cũng thế thôi ạ. Cuộc đời của con người chúng ta, có ai dám khẳng định tôi không bao giờ lỗi lầm không? Tôi không bao giờ phạm tội không? Tôi không bao giờ có những hành động, những lời nói, những việc làm sai trái không? Thưa không, ai trong chúng ta trước mặt Chúa đều là những tội nhân cả. Tội nhân và rất cần đến lòng thương xót, sự thứ tha của Chúa. Đó. Và chúng ta để đó nhận được tình thương, sự thứ tha của Chúa, chúng ta cần có lòng khiêm nhường, ăn năn thông hối. Cần có lòng khiêm nhường, ăn năn thông hối. Nếu không có lòng khiêm nhường, chúng ta không thể ăn năn thông hối được đâu. Như người trộm ở bên tả Chúa, bị đóng đinh ở bên tay trái của Chúa, anh ta đâu khiêm nhường. Không khiêm nhường thì không sám hối, mà không sám hối thì chắc chắn rằng không đón nhận được tình thương, sự thứ tha và ơn cứu độ của Chúa đâu. Cho nên tất cả chúng ta đây, có ai dám tự hào, tự mãn, tự cao, tự đại không? Tôi tin chắc là không. Chắc chắn là không. Cho dẫu rằng khi còn sống trên đời này, chúng ta đôi khi vẫn có những lầm lỗi, có những thiếu sót, có những vấp ngã, có những sự bê trễ
trong đời sống đức tin của mình. Ngay cả ông Phêrô đây cũng thế thôi. Những điều quan trọng đó là chúng ta giây phút cuối đời chúng ta đã sống lần lượt, đã thành tâm sám hối như thế nào để mà được Chúa cho hứa một lời hứa đầy an ủi, đầy đảm bảo cho chúng ta. Tôi thì không có đi gọi là ban các bí tích cuối đời cho ông Phêrô đây, thì hôm đó là cha phó đi, và ngày đi ngày hôm đó là thứ tư, và hôm sau là thứ năm thì ông mất. Buổi trưa ngày thứ năm hai tôi và cha phó ngồi ăn cơm với nhau, thì tôi gợi ra là ông mà cha mới đi rất giàu hôm qua là qua đời. Ngài mới kể, ngài bảo khi mà ngài đến sức giàu, ông rất tỉnh táo và ông tâm sự, ông nói rất nhiều về con người, về cuộc đời của ông. Tôi tin rằng với sự thẳng thắn, với sự khiêm nhường để nhìn thẳng vào con người cuộc đời của mình, để mà nhìn nhận những lầm lỗi của mình như vậy, thì tôi tin rằng Chúa sẽ tha thứ, Chúa sẽ mở được khoan hồng để mà đón nhận ông vào trong nước của Chúa. Cho nên ngày hôm sau, tôi nghĩ rằng ông ra đi trong sự thanh thản, ra đi trong sự bình an, bởi vì ông đã thành tâm với Chúa về cuộc đời, về quá khứ, cuộc đời con người, đời sống của mình, và ông đã đón nhận được một lời hứa đảm bảo của Chúa, để rồi ông ra đi một cách bình an trong Chúa. Và đó cũng là điều mà mỗi người chúng ta đây, những người Kitô hữu, chúng ta cần nhìn vào đó. Tất nhiên rằng tôi không khuyến khích chúng ta phạm tội cả đời để rồi cuối cùng chúng ta ăn năn thông hối đâu nhé. Bởi vì không phải ai cũng được như ông Phêrô đây, có nghĩa rằng sau khi sám hối thì ông ra đi đâu. Mà tôi khi chúng ta sám hối mãi mà chưa đi được đâu, bởi vì chúng ta vẫn cứ tái phạm mãi thôi. Cho nên chúng ta thấy ông Phêrô đây một lòng thành tâm sám hối, một lòng khiêm nhường thông hối về lầm lỗi của mình như vậy, thì tôi tin là ông đã đón nhận được một lời hứa đầy an ủi của Chúa, đó là ông sẽ được hưởng nhà thánh Chúa, ông sẽ được hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa. Và tôi thiết nghĩ trước sự đau buồn của những người thân yêu, đặc biệt là người vợ, người con khi mất đi cột trụ của gia đình là người chồng, người cha đây, có lẽ chúng ta cảm thấy rất đau khổ, rất đau buồn, cảm thấy một sự mất mát vô cùng lớn lao. Thế nhưng người thân yêu của chúng ta ra đi mà ra đi trong tình trạng gọi là tràn đầy ân sủng như vậy, thì đó cũng là một niềm an ủi lớn lao cho chúng ta. Và chúng ta có quyền tin tưởng vững vàng vào người thân yêu của chúng ta ra đi đây là để gặp gỡ Chúa và để được sống với Chúa mãi mãi trong nước của Chúa. Và đó cũng là điều để mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình, để chúng ta biết nhận ra được lỗi lầm thiếu sót nào chúng ta cần phải uốn nắn sửa sai, chúng ta cần phải thành tâm sám hối, chúng ta hãy cố gắng sống làm sao cho đẹp lòng Chúa, sống làm sao để luôn được Chúa chúc phúc, được Chúa ban ơn, được Chúa đỡ nâng, để giúp mỗi người chúng ta sống mỗi ngày đẹp lòng Chúa hơn trong đời sống, trong hành trình đức tin của mình. Và như vậy thì chắc chắn rằng mỗi người chúng ta cũng sẽ đón nhận được lời hứa đầy an ủi, đầy đảm bảo của Chúa với người trộm trong tin mừng hôm nay, và cũng là với mỗi người chúng ta. Quả thật ngay hôm nay người ở trên thiên đàng với bạn.
Chúa đã che hoặc ngăn chấp nhận. Thank you.
xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương thương yêu, chúng con sẽ luôn qua khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy đã ban bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của mỗi thánh chúa. Xin đoái thương ban cho mỗi thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Là người thân của chúng con ở hôm nay,
quý cha, quý chức và cộng đồng đã đến ngôi thánh đường của giáo xứ để cùng hiệp dân thánh lễ an táng và tiễn đưa linh hồn Phêrô về nơi an cuối cùng. Con xin phép đại diện cho gia đình Tăng Nguyên gửi lời tâm tình tri ân đến quý cha, quý chức và toàn thể cộng đồng. Giờ đây đứng trước linh cữu của đức Phêrô, gia đình Tăng Nguyên chúng con xin gửi lời cảm ơn tri ân đến quý cha, quý chức và toàn thể cộng đoàn đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình chúng con. Xin cảm ơn thân bạn, quyến thuộc, người thân trong gia đình, dòng họ, nội ngoại tộc hai bên, anh em, bạn bè, con cháu xa gần và toàn thể bà con khu phố và gia đình chúng con. Xin cảm ơn quý ông chủ và hòa đạo cố hương, quý vị đã đến đồng hành và giúp đỡ gia đình. Đặc biệt là linh hồn Phêrô trong những phút cuối đời được lãnh nhận các quy tích cần thiết để linh hồn Phêrô thanh thản ra đi về với Chúa. Xin cảm ơn các ca đoàn, hội đoàn trong giáo xứ đã đến chia buồn và cầu nguyện cho linh hồn con. Và xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận 8, phường 7, chi bộ, Ban quân dân chính đạo khu phố 2, quận 7 đã đến thăm hỏi, chia buồn và giúp đỡ cho gia đình nhà chúng con những ngày tang lễ vừa qua. Sau cùng, xin kính chúc quý cha, quý chức và toàn thể cộng đoàn được nhiều sức khỏe và nhiều hồng ân của Chúa. Trong lúc tan ra có điều chi sơ xuất, xin quý cha và toàn thể quý vị niệm tình tha thứ gia đình ta lễ chúng con đồng bái cả. Anh chị em thân mến, người anh em chúng ta đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô, trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời. Chúng ta hãy phó dâng người anh em này cho lòng thương xót đầy lớn ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết với người anh em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện để người anh em này nhờ bí tích rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng người anh em này ra đón gặp Chúa Kitô, khi chính người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô,
và như vậy chúng con sẽ được cùng với người anh em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Phêrô được nghỉ yên muôn đời. Xin ơn chồng Đức Giêsu Kitô cho chúng ta.
vọng và lòng tin đời sống tiểu tử. Chúng ta cử hành nghi thức hỏa táng cho ông Phêrô nhờ bí tích rửa tội. Khi ông còn sống, ông Phêrô đã được chia sẻ sự sống của Chúa Kitô. Giờ đây đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế. Trong biển an của Chúa Kitô, ông Phêrô trở về quê trời tốt đẹp và bình thường. Cậy nhờ vào lòng tự tin của Chúa Cha, chúng ta cầu xin cho ông Phêrô, đồng thời chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để khi Chúa Kitô trở lại, chúng ta có thể đoàn tụ trong ánh sáng vinh quang của Chúa.
kính cầu nghiêng mình trước tôn linh ông Phêrô. Kính thưa tam quyến, thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên đa phước viên, chân thành gửi đến quý tam quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Và xin cảm ơn quý tam quyến đã tin tưởng sử dụng các dịch vụ của đa phước viên cho tư nhân của mình. Cầu cho linh hồn ông Phêrô hưởng được nhiều thánh ân của Đức Chúa để tỏ lòng thương tiếc ông. Trân trọng kính mời tam quyến và quý vị đưa tiễn ông Phêrô dành một phút tưởng niệm. Một phút tưởng niệm bắt đầu. Sinh an đứa quan và đòi hành lễ gia đình của gia đình tổ chức tang lễ cho ông Phêrô. Tổ chức tang lễ xong, binh viên đa phước viên di chuyển đứa quan con vào trong lò hỏa táng. Hỏa táng xong chuyển qua khâu lầm người khâu nhập cốt viên cái lòng ghép tinh thần cho ông Phêrô. Giá chi phí chuộc chọn gói là 1.410.000. Nếu như gia đình có nhu cầu đăng ký những dịch vụ nói trên, mời gia đình đăng ký để viên đa phước viên được phục vụ tăng quyến ạ. Dạ. Được về quê hương thiên đường.